Trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân mến. Rồi xin chào mọi người. Đây là Trân Hỷ nha. Trân Hỷ tóc cũng quen quen đi okay. Với thầy Duy hoài rồi đúng không? Cho nên nhiều khi mọi người coi là thấy dạo này hay lên sóng đều đều. Trân Hỷ là bạn thân của Duy mười mấy năm rồi. Hồi xưa quen nhau ở Sài Gòn. Rồi sau thời gian Duy ra Hòn Sơn thì Trân cũng có theo dõi cái quá trình mà Duy ra Hòn Sơn sinh sống cho đến nay. Thì và Duy cũng có mời Trân đó. Trân ở Sài Gòn ra chơi và Trân nhớ lần đầu tiên Trân ra không? Lần đầu tiên chơi Hòn Sơn á? Lần đầu tiên mình ra là hình như khoảng tháng 9, tháng 10 vậy năm ngoái. Năm ngoái. Đúng rồi. Thì lúc ra lần đầu tiên á thì cảm giác rất là thích vì cái không khí trong lành. Với lại và không khí trong lành, có biển, có rồi quán xá ở ngay bãi nhà á. Mình cũng rất là thích thú hàng mỗi sáng ngồi cà phê ngắm biển đó, rồi xong rảnh đi leo núi. Thì hiện tại hai anh em đang leo núi lên Mai Thiên Lãnh. Hôm nay rảnh rỗi hai anh em lên Mai Thiên Lãnh là ở từ trưa cho đến chiều mới xuống, và chiều nay sẽ đi tắm biển đó. Thì Trân ra từ cái lần đầu tiên đến nay là được bao nhiêu lần rồi Trân? Chắc mình không nhớ được, nhưng mà có thể là nói tháng này sơ hai tháng sơ thôi, tháng rưỡi đi là cũng hết ba lần. Trong tháng rưỡi là ba lần đó. Thì cái lần kế tiếp là mình có đi với bà xã mình thì ra đây, thì bà xã mình ra lần đầu tiên đó, còn tổng số lần đi chắc mười mấy lần không nhớ chính xác. Bà xã chăng là bị cái vấn đề về cái gì đó? Nhiều khi vợ mình thì có thể là ở thành phố nó khá ô nhiễm, cho nên cái nhiều cái gọi là cái khí, cái hơi thở nó thiếu oxy vậy đó, cho nên có thể là mình nếu mà cái tình trạng đó nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Nhưng mà bác sĩ đi khám, bác sĩ nói là bị vấn đề sao? Có thể là nói là bị thiếu máu thôi. Nhưng mà vừa rồi là hai vợ chồng Trân ra đó, vợ Trân được dịp là ở đây ở Hòn Sơn đi núi và tắm biển một tuần lễ rồi, bà xã cảm nhận sao? Mình cảm thấy vợ mình rất là thích cái không khí ở đây. Đó. Mặc dù vợ mình thì đôi khi là thích ở quen cái thốn thành thị rồi, đông người rồi, đông đúc rồi. Tiện nghi. Nhưng mà khi ra đây á thì mới thấy cái cuộc sống nè, cái cảnh vật nè, đó, rồi người dân đó, thân thiện đó, thì cũng rất là thích đó. Và ở trong mình ở đến 5 đêm ở ngoài này thì mình cảm giác được là cái tinh thần, sức khỏe về tinh thần cũng như thể chất nó sẽ cải thiện nhiều đó. Mặc dù mình chưa hướng dẫn vợ mình là hít thở hay là chưa có áp dụng sâu về thực dưỡng. Trân nhìn cái đường đi nè, cái đường Duy với Trân đi lên Mai Thiên Lãnh nó sẽ đá để cây đất nó chồng lên nhau thành những cái lối đi rất là tự nhiên như thế này nè. Nói chung ngày nào mình cũng lên tô xuống tô là và khỏe. Mọi người thấy mồ hôi không? Đi bộ mồ hôi nó đổ nè, một cách để thải độc cơ thể. Và mình được hít cái không khí trong lành ở trong rừng á, nhiều người gọi là tắm rừng á chăng, oxy với lại những cái dòng âm á, nó làm cho mình rất là khỏe và thận. Khi mình vận động á, Duy có chia sẻ cái bài nó về đi bộ, vận động đi bộ cực kỳ tốt. Chẳng biết ông, nếu mà ở thành phố Trân đi bộ á, trong công viên á, đi trên đường bằng phẳng á, là Trân không có cảm nhận được cái mệt đâu. Còn Trân loại núi thế này nè, là cái sức của Trân á phải bỏ ra đến 3 lần. Và Trân phải có một cái kỹ năng leo núi, tức là đừng có uống nước quá nhiều, rồi đi phải tức là cái trọng tâm của người á là phải đặt lên cái gót chân là chính. Cái điều này là cô Chính cũng chia sẻ cho Duy và Duy thấy là rất là ok, rất là đúng á. Và mình đi mình được có cầu mong mình tới nhẹ nhàng, đi thông dong thôi. Đi thông dong, đi nhẹ nhàng, đi từ từ là cỡ nào cũng tới hết á. Thì mới hôm qua chiều chiều là mình đi lên đỉnh Đề Thơ. Cái hôm nay mình lại lên tiếp tục leo lên Mai Thiên Lãnh. Thì, cái chính là tập thể dục nè.
hai anh em lên đó là enjoy thoải mái, rồi sẽ tập hít thở sâu đó, đặc biệt là cái phương pháp thở Wim Hof á, chẳng thấy không? Mới chia sẻ cho Trăng, bản thân Trăng thấy trong vòng có hai buổi. Thấy hai thế buổi. Nào thấy thế nào? Mình thấy hai buổi mình không có cảm nhận sâu sắc được, nhưng mà mình thấy là nó giống như mình nạp đủ cái oxy á. Thì mình hít thở sâu giữa rừng, cái không gian sống mình nó tốt, mình nạp đủ oxy thì giống như có thể giống như mình đang tập khí công vậy, nó vận chuyển cái oxy tới từng ngóc ngách của tế bào mình vậy. Nó ít mệt mỏi và cảm thấy rất là khỏe, đúng không? Đúng rồi. Đó. Hôm nay Trăng Hy cho Trăng Hy leo núi để Trăng Hy nâng cao thể lực. Nâng cao thể lực. Nói chung mình hay đi với thầy Duy lắm. Nhưng mà thường thường đi với thầy Duy cỡ tuần nửa tháng là đảm bảo phải xuống nhiều ký. Tại vì ăn đơn giản. Ăn đơn giản, ốm tự nhiên đúng không? Ốm tự nhiên. Rồi đi bộ vận động nhiều. Mình là đang bị cảm luôn đó. Một hai bữa trước mình cảm ở da đây mình. Mình phục hồi thấy cũng gần hết rồi đó. Vô Sài Gòn lại là không khí ô nhiễm là khả năng bị bệnh, bị cảm là rất là cao. Hello, hello. Anh Lành á? Đi đâu vậy anh? Làm gì vậy? Làm rừng hả? Vừa đó, đi mình thì thở sâu. Thì Trăng thấy nhiều người ra đây rất là thích và họ muốn ra đây ở lâu dài, nhưng mà không có điều kiện. Hello. Hello anh. Em đi lội núi rồi quay phim chơi. Hai cậu cháu đây tới cái hòn đá dựng này. Mình hay gọi là đá trẻ đôi, mấy đá dựng rồi nó rất là cao rồi, Trăng thì thấy không? Trăng đi đây chắc mòn rồi. Mình đi hình như chắc có thể lần thứ tư thứ năm rồi. Mọi người thấy cái tảng đá nó trẻ đã làm đôi và nó dựng như một cái vách núi thẳng đứng, và bên đây là một cái phiến đá mà nó đã tách ra nè. Và đây mọi người thấy cái kỳ lạ là cái cây nó mọc nép vô sát tảng đá này. Nó chèn vô, nó sống, sức sống rất là mãnh liệt đó. Lên trên này. Ok đó, Trăng Hy thở. Thì Trăng biết không, nhiều người ra đây nè cũng thích như Trăng vậy, rồi như vợ Trăng ra đây mà có dịp đi ra là cũng thích. Nhưng mà họ muốn ra đây sống là cả một vấn đề. Đúng rồi. Chuyển dịch công việc này kia nọ. Và Trăng là dự định là tham gia vô cái làng Đủng Đỉnh á. Nhưng mà Trăng rõ ràng là Trăng thấy không? Rất là nhiều cái nỗi lo đúng không? Đúng rồi. Đó. Thì hôm nay là sẵn dịp là Duy mổ xẻ hả? Mổ xẻ và cùng với Trăng ha. Mổ xẻ vấn đề để cho nhiều người trên kênh Duy Võ muốn quay về với cái lối sống mà tốt với sức khỏe, thuận tự nhiên đó, ăn uống thực dưỡng, họ có cái góc nhìn, hoặc là họ được tiếp thêm cái năng lượng, cái sức mạnh đó, để có thể thay đổi được cái điều mà họ mong muốn đó. Thì bây giờ mình phỏng vấn Trăng nha. Ok. Phỏng vấn Trăng nha. Bây giờ Trăng, khi mà Trăng ra đây, bắt đầu Trăng có một cái, từ khi Trăng có cái ý định là muốn mua đất các nhà ở lâu dài Hòn Sơn á, thì Trăng gặp những cái khó khăn gì? Nó khó khăn cái chính mình nghĩ ở đây, đối với cá nhân mình hiện tại, cái hoàn cảnh của mình, thì cái chính có thể là cái sự quyết tâm của mình á. Đó. Ví dụ như mình giải quyết được những cái vấn đề, giả sử như bây giờ mình chuyển dịch mà một cái thay đổi nó rất lớn chứ không có đơn giản. Đó. Thì mình là dễ, vợ nhưng mà vợ ủng hộ chưa? Thì mình cũng có thể là ủng hộ, nhưng mà nó cũng gọi thẳng, nó thẳng là cũng hơi mập mờ. Thấy không? Thì không biết là ủng hộ 50-50 đúng không? Dạng vậy. Rồi việc học con cái, ví dụ con cái mà ra đây ở á, thì mình biết chắc chắn số đông. 100 người là hết 98 người là 99 người là thấy phản đối. Phản đối là sao học trong thành phố tốt về mọi thứ, phát triển tốt hơn. Sao lại ra đây?
Đó. Thì mình nghĩ cái hiện tại mình quan sát giống như con cái mình đi, cuộc sống thường nhật ở trong thành phố thấy bận rộn suốt, đúng không? Nhiều khi con mình lớp 8, mình thì tư duy mình không có ép con mình học, như mình đứa gái lớn nó là lớp 8 rồi, mình không ép học, nhưng mà bản thân nó lại tự tạo ra cái áp lực nó học, đó. Nó học là nhiều, thấy đôi khi có những lúc mình cảm thấy nó mất, nó căng thẳng, nó cạnh tranh mà nó dường như là mất phương hướng á. Đúng rồi. Nó cứ tranh học nhất nhì trong lớp này nọ. Hello anh Hải. Wow. Được không? Đúng không vậy anh Đi với anh Giang hả? Quay được không? Dạ được anh. Cây chặt đâu vậy anh Hải? Dữ vậy hả? cây gì anh? Nhâm mà. Ok. Đó, nó tự tạo cái áp lực cho nó. Thì nếu như giả định một cái bức tranh mình ra đây sống đi thì cái việc giải quyết là giả sử mình mà là cái việc giải quyết là ra đây là mình có ba đứa nhỏ nè. Thì cái việc học hành nó thế nào? Theo mình thấy học hành ở ngoài đây á, thứ nhất là nó rất là nhẹ, thứ hai á là học phí gần như giống như miễn phí rồi. Nó học và nó chơi, bảo hiểm miễn phí luôn, học miễn phí luôn đó. Học và nó chơi, rồi nó chơi là chính. Nó chơi rồi đi tắm biển, đi leo núi này nọ, tận hưởng cái, nó có cái tuổi không thơ, khí, tuổi thơ. Nó sống gần gũi với thiên nhiên để nó cảm nhận. Đúng nó rồi. Tại vì gần thiên nhiên là cũng là có rất nhiều bài học. Nó đi tắm biển nè, rồi vợ chồng chăn sẽ được quấn quýt với nhau nè, gần gũi. Và mình không có, nhiều người nghĩ cứ cho con là tiền đúng không? Nhưng mà mình cho con thời gian, cho con cái sự quan tâm. Và định hướng cho con để nó phát triển, nó trở thành cái người có thể làm chủ bản thân đó. Đúng rồi. Cái kỹ năng sinh tồn nha, cái kỹ năng mà sống biết điều, biết sống chung với người khác được á, nó quan trọng hơn là cái bằng cấp. Đúng rồi. Và một cái bí mật mà Duy chia sẻ, Duy cũng từng nghĩ thôi, mắc phải như chăng thôi, là nghĩ con mình học giỏi thì cuộc đời nó tốt. Nhưng mà cái kỹ năng sinh tồn á, cái kỹ năng mà biết sống chung với người khác, sống biết chia sẻ, biết cho đi, nó quan trọng hơn. Rồi có nói chung là cái đạo đức phải và đa phần nhiều người nói tại sao cái người làm chủ á, tại sao mấy người học dở sau này ra làm chủ mà mấy người học giỏi lại ra làm công, có lý do. Tại vì cái người học giỏi á, ngoài cái chuyện học ra cái kỹ năng mà họ được học ở trường, cái chuyên môn á, họ không biết những cái khác. Còn người làm chủ là đa phần mà nhỏ học dở đúng không? Lười học, ít quan tâm học, nhưng mà cái kỹ năng về xã hội, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng nắm bắt tâm lý của người khác, biết giao tiếp xã hội vân vân, thì những kỹ năng đó là giúp cho người ta sống tốt. Và với cái tư duy làm chủ á, người ta không có học giỏi cho nên á bỏ cái chuyện làm công qua bên. Có ngày suy nghĩ là phải làm cái gì, không phải kinh doanh, mua bán, đầu tư là vân vân. Đó. Từ trong cái khó khăn đó và những cái kỹ năng mà họ được enjoy trong cái quá trình cái tuổi thơ đó, nó còn quan trọng hơn giúp họ thành công. Đó. Với có một điều nữa, cái việc học bây giờ á, mình thật sự là cái tự học là chính. Internet phát triển ở chỗ nào có internet đó, mình có được một cái cách học gọi là tối ưu tốt, là cái gì mình cũng học được. Homeschooling nè, rồi YouTube nè, rồi những cái khóa học ở trên internet và cái hay là mình chỉ học những cái mình cần thiết, mình thích. Có nhiều cái thật sự bây giờ đi học có nhiều cái đâu thích đâu, mà bắt buộc phải học. Như nó nhiều cái không, cái này cũng này cắt đụng chạm rồi, có gì đâu, nói chung là cái này là cái suy nghĩ của cá nhân mình thôi. Có cái vấn đề đâu, suy nghĩ cá nhân mà. Bởi vì cái đó là suy nghĩ cá nhân và không thuộc về cái số đông người. Cho nên mình chia sẻ như thế này á, là chỉ một số ít người hữu duyên thôi, thấu hiểu được họ mới hiểu thôi. Chứ bây giờ chăng tưởng tượng ai cũng hiểu như vậy, rồi nguyên thành phố họ dồn kéo ra Hòn Sơn sống, rồi đất ở đâu mà ở đúng không? Tức là chân lý không thuộc về số đông. Đúng rồi. Mà số đông thường là lại bị dẫn dắt. Họ bị dẫn dắt và họ vô tình là họ bị nhốt trong những cái nhà tù của cái nhà tù của sự tư duy, cái tư duy. Và trường học giáo dục là dạy người ta để trở thành những con người biết vâng lời, biết làm công, biết tìm cái sự ổn định.
Có cái câu nói mà Duy rất là thích á, là những cái người á, những cái người không thích sự ổn định, tự do thoải mái á, là sẽ tạo ra những công việc ổn định cho những người thích sự ổn định làm. Thấy không? Có nhiều người họ kinh doanh, họ đầu tư, họ đi chơi suốt à, họ đi đây đi đó, họ tạo thu nhập thụ động và họ tạo những công việc cho những cái người khác thích ngồi trong văn phòng, ngồi trong máy lạnh và chỉ tập trung mỗi công việc làm thôi và lãnh lương thôi, thì đó chính là cái người thích không thích sự ổn định, người có tư duy làm chủ lại tạo ra những công việc đó như vậy. Cho những người thích ổn định. Nhưng mà Trang thấy không, trường học đâu có dạy người ta cái tư duy là để mà thích nghi với sự thay đổi đâu. Đó thì bây giờ mình nhận thức được điều đó, mình dạy con mình cách khác. Mà muốn dạy con mình tự học á, là chăng phải khơi gợi và chăng phải làm sao để mà truyền cái cảm hứng cho nó, cho nó hiểu về cái sự khác nhau giữa tư duy của cái người làm công và người làm chủ, khơi gợi cái sự tự học tò mò của bản thân đó. Rồi bây giờ nó phải tò mò, nó muốn học thì chăng không có cần quản lý cái chuyện mà nó coi máy hay là gì hết. Chăng định hướng cho nó xong rồi đúng không? Nó giống như một cái thuốc ngừa cái chuyện nó lên TikTok, lên Facebook, nó coi những cái nội dung không tốt, thì bản thân nó có một cái sự anti, nó giống như cái liều thuốc để tự nó phải biết kiềm chế bản thân đó. Chứ làm sao mà chăng mà gần nó mà 24/24 chăng quản lý giờ giấc của nó được. Đúng rồi. Nó phải thay đổi từ trong cái nhận thức của nó. Thì cái tư duy tự học, tư duy làm chủ, tất cả những cái điều đó nó quan trọng hơn. Đó thì khi mà chăng hiểu như vậy rồi, chăng thấy là đâu có cần thiết phải học ở trường cho giỏi đâu. Đúng không? Đó, cho nên là khi mà cái việc mà ví dụ mình ra đây mình sinh sống, cái vấn đề về con cái học hành thì mình nghĩ nó không phải là vấn đề. Vấn đề là mình hiểu, mình có cố gắng mình làm. Đó. Còn cái vấn đề thứ hai nữa thì là ra đây mình về cái tài chính, về cái sinh hoạt phí đi. Nó không có cao mà mình lại tận hưởng được những cái, nói thiệt là tiền không có mua được. Đúng rồi. Bây giờ mình tắm biển, mình hít thở, thì những cái đó là cho dù mình có bỏ bao nhiêu tiền đi nữa, mình ở nhà mà ở nơi đã ô nhiễm rồi thì mình không có được cái đó. Thì bây giờ Duy hay chia sẻ sức khỏe là số 1. Khi mà chẳng có sức khỏe rồi thì những cái số 0 tiếp sau đó nó sẽ nhân lên gấp bội lần. Nhưng mà khi mà chẳng mất sức khỏe rồi á, thì những cái số 0 phía sau không có ý nghĩa. Thì bây giờ mình ra đây mình được sống thoải mái tinh thần, gần gũi thiên nhiên, hít thở không khí trong lành, vận động, tắm biển, toàn là những cái yếu tố mà giúp cho mình có sức khỏe thôi. Ăn uống đồ tươi sống. Ăn uống là trong rừng này là nhiều nhiều cây cỏ là ăn là nói thiệt ăn là rau sạch không đó. Rồi chăng ra đây chăng mua một cái miếng đất nhỏ nhỏ đi. Đâu mắc tiền đâu. So với chăng mua một cái chung cư ở Sài Gòn. Chăng mua chung cư hiện giờ chăng mua là hồi đó là 3 tỷ mấy hả? Mình mua của mình cũng hết là cũng 3 tỷ 6, 3 tỷ 7 mà trả trong vòng mấy chục năm đúng không? Thì mình không có trả, mình trả một lần nhưng mà mình có vay lại ngân hàng chút. Đó. Thì nếu mà mình không làm gì hết nha, thì ra đây mình mua miếng đất nhỏ nhỏ các cái nhà là tầm vài trăm triệu. Đúng không? Rồi cái số tiền dư đó mình có thể tính toán sao mình sống, xài từ từ hoặc mình biết đầu tư tạo passive income nữa. Đúng rồi. Đó, thì gần như là giải quyết những vấn đề tài chính. Tại vì mình không còn tham nữa. Và mình biết cách sống ăn uống đơn giản, giảm thiểu cái chi phí. Và mình ra đây là một năm người ta làm, người ta đi du lịch có 2-3 ngày. Cộng với đây là ngoài này là mình đi du lịch 365 ngày luôn. Ngày nào mình cũng leo mây trường lạnh cũng được. Ngày nào mình cũng là... Ngày nào đi tắm biển. Là không có bị áp lực á. Và ngày nào cũng gần gũi gặp con cái, vợ chồng nói chuyện với nhau đúng không? Nói chuyện nhau mà trong cái tâm trạng là hài hòa, vui vẻ. Tại vì cái cuộc sống mình á, mình không có bị áp lực. Mình không có bị áp lực vấn đề tiền bạc nhiều hay là vấn đề cái sức khỏe nữa. Tự nhiên cái cơ thể mình nó ở cái trạng thái rất là tốt. Đó. Rất là cân bằng. Đó. Rồi mỗi ngày mình ra mình ngồi uống cà phê, mình ngắm biển, cái tâm mình cũng rộng mở ra. Đúng rồi. Cái tâm của mình càng mở rộng ha, cái tâm của mình càng lớn như biển cả, thì hàng loạt những cái cơ hội và những cái điều thuận lợi sẽ đến với mình. Đó. Còn không là cái tâm mình cứ trong cái nhỏ hẹp bốn bức tường của Sài Gòn, bốn bức tường của nhà trọ hoặc bốn bức tường của nhà ống ở Sài Gòn thì làm sao mà mở rộng được. Chẳng thấy không, ở Sài Gòn là đi đâu cũng lo cũng sợ. Bây giờ nếu mà ở Sài Gòn thì rõ ràng là mọi người là đa phần là chuẩn bị nửa tiếng nữa là bắt đầu nghỉ ra ăn trưa.
ăn trưa rồi rồi tới nghỉ ngơi xíu là đi làm việc rồi về rồi kẹt xe đủ thứ. Đó. Mà ở Hòn Sơn chăng thấy không? Đây là cái xứ du lịch. Nếu giả sử như chăng đi, chăng có cái công việc là chăng làm trên internet, chăng là kỹ sư phần mềm. Chăng viết những phần mềm và chăng có thu nhập thụ động đúng không? Nếu mà những người khác thì sao? Ra đây là cái xứ du lịch. Bây giờ xây dựng một cái cộng đồng biết bảo vệ môi trường thiên nhiên Hòn Sơn, mình làm du lịch sinh thái. Mình đừng có để tàn phá như Phú Quốc hay là những cái nơi khác. Bây giờ Đà Lạt ra là chăng thấy là mất hoàn toàn cái thiên nhiên. Đúng rồi. Ở Hòn Sơn nó còn nè. Giờ bắt đầu mình xây dựng một cộng đồng có ý thức phát triển du lịch tốt thì chắc chắn rằng mình sẽ có thu nhập từ cái nguồn khách du lịch đem đến. Và trung bình là chăng thấy là ở Hòn Sơn là trung bình nha, ngày thường là trên 1.000 khách ở đây. Mà ngày mà lễ là có thể 3.000, 4.000. Không có nơi để mà ở. Đó. Thì bây giờ mình phải giữ được cái thiên nhiên Hòn Sơn làm cái điều tiền Hòn Sơn là cái viên ngọc quý. Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ phát triển du lịch cứ tiện nghi, cứ xây cao tầng rồi cứ làm y như cái thành phố. Khách du lịch họ đâu có cần cái đó đâu. Họ cần là trở về với cái gì đó thiên nhiên, phải khác biệt. Đó, thì anh em mình cố gắng mình ra mình làm. Thì rõ ràng là mình làm tốt cái điều đó là mình có thu nhập, đâu có sợ đâu. Đúng rồi, này chăng đi dẫn tour thôi, nói đi chơi dẫn tour thôi, một ngày là chăng đâu có kiếm dưới 500 ngàn đâu. Đúng không? Rồi bây giờ xuống biển nè, giăng lưới cũng có cá nè. Mình chọn cá lớn ăn, đừng có bắt hết cá con ha, ăn vừa đủ ăn rồi. Thì cuộc sống rất là đơn giản mà. Chăng có miếng đất nhỏ nhỏ chăng trồng rau hoặc là hái rau rừng. Đó. Rồi công việc mình internet, rồi con mình học có môi trường internet. Ở ngoài Hòn Sơn là internet cấp quan nha chăng. Cấp quan có điện quốc gia và nước xài cực kỳ phong phú nè. Nước thiên nhiên luôn, nước khoáng luôn. Cho nên cái video này mà Duy nghĩ là những cái người hữu duyên á. Đúng rồi. Hoặc là chăng về cho vợ chăng nghe. Vợ chăng sẽ hiểu được. Đó. Hiểu được. Và chú Trung cô Chính thấy không? Chú Trung cô Chính là ở Sài Gòn. Ra Hòn Sơn có một lần thôi là họ cảm nhận được là họ nên thuộc về nơi nào. Quyết định bán nhà Sài Gòn, đem tiền ra đầu tư phát triển du lịch, sống một cuộc sống tích cực. Tư duy theo tự nhiên. và có một cái bí mật. Có một bí mật là hôm nay mà Duy chia sẻ với chăng nè. Và nhiều người coi cái kênh Duy Võ nè, hiểu được cái bí mật này á, là đảm bảo là mọi người sẽ có thêm năng lượng và có thể chuyển dịch được, chuyển dịch từ cái cuộc sống hiện tại sang những cái điều đúng đắn ha. Đó là chăng phải chăng muốn ra Hòn Sơn phải không? Chăng đừng có suy nghĩ đến những cái điều mà khó khăn. Chăng phải hình dung trong một cái hình ảnh tâm trí của chăng á. Đây là một cái bí mật nha. Trong tâm trí chăng phải hình dung một cái hình ảnh càng rõ ràng càng tốt. Chăng phải suy nghĩ là ở đây chăng sẽ mua miếng đất như thế nào, xây cái nhà thế nào, cái nhà bao nhiêu phòng, toilet, phòng ốc, làm sàn, rồi cái bàn cho con học như thế nào. Rồi tưởng tượng ra cái cảnh là vợ chồng vui vẻ nắm tay nhau đi trên bờ biển, tắm biển cùng với con, rồi nướng cá ăn không? Thích thì lên trên Ma Thiên Lãnh cắm trại, nó văng võng ngủ trong rừng cây. Rồi ngồi quán cà phê mình thoải mái tinh thần, mình uống cà phê, mình đi bộ buổi chiều. Chẳng phải hình dung càng sâu sắc càng rõ ràng cái hình ảnh đó, thay càng vì ngồi chi tiết càng tốt. Đúng rồi, càng chi tiết càng tốt. Thay vì ngồi suy nghĩ là tiêu cực là những khó khăn thì chẳng phải hình dung cái hình ảnh đó. Thì khi mà cái hình ảnh nó càng rõ ràng, cái hình ảnh tâm trí càng rõ ràng thì cái thực tế bên ngoài, cái hiện thực nó sẽ có đủ những cái người sẽ hỗ trợ cho chăng và có đủ những tất cả những yếu tố giúp cho chăng và vợ chăng và gia đình chăng thay đổi được. Đây là bí mật nha. Bí mật. Bản thân Duy đã cảm nhận. Tại vì khi mà Duy ra Hòn Sơn 2017 rất là thích và có nói về chia sẻ với vợ, dẫn vợ ra đây. Và mình xây dựng trong đầu mình một cái hình ảnh, một cái mơ ước. Và tự nhiên tới 2019 là mọi cái điều nó sẽ từ thuận duyên đến nghịch duyên, nhưng mà gần như nó hỗ trợ cho mình ra đây. Và sau đó là khi mà vợ mình thấy mình quyết tâm quá rồi, mình ra đây mình làm, mình xây nhà này kia nọ, vợ mình ra đây, vợ mình ở thời gian, vợ mình cũng thích luôn. Thì lúc đó nó sẽ chuyển dịch rất là, mà Duy hình dung nè, Duy đi cất nhà làm sao, xây dựng làm sao, rồi vợ chồng đi tắm biển làm sao, con cái ra học làm sao, là Duy hình dung cái bức tranh đó rất là rõ. Thì nó đúng với phương xã hội phương Tây á, là người ta hay chia sẻ về cái luật mà hấp dẫn. Cái luật hấp dẫn á. Nghĩa là mình là tiểu vũ trụ đúng không? Bên ngoài là một cái vũ trụ lớn, mà vũ trụ lớn có đủ vật chất, có đủ những cái nguồn tài nguyên, có đủ cái mọi cái yếu tố để giúp cho mình thực hiện được những ý mình muốn. Nhưng mà với điều kiện là mình phải tích cực và mình phải hình dung một cái hình ảnh rõ ràng trong tâm trí. Đó. Và nhân tiện đây là mình lên Ma Thiên Lãnh nè.
ra Sân Tiên. Dạ, giờ mình tới Sân Tiên. Ừ. Thì chẳng biết không, nhân tiện lên Sân Tiên Ma Thiên Lãnh. Đó. Thì có một cái người đã từng đến đây tu tập mà Duy rất là thích đó, là thầy Thích Tông Lạc. Thì thầy Thích Tông Lạc có một cái pháp gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý nghĩa là sao? Là khi mình, cái tâm thức của mình á, mình tác ý mình muốn làm một cái điều gì đó. Ha. Thì gần như là mình sẽ làm được cái điều đó. Cái điều đó sẽ trở thành hiện thực. Tức là mình có thể dùng cái này để mình đẩy lùi bệnh, mình dùng cái này để mình tạo một cái hình ảnh trong tâm trí. Nhưng mà cái điều đó phải thiện lành nha. Cái điều đó phải thiện lành, tức là lợi cho mình, lợi cho người khác. Và cái điều đó là nó phải thuận với đạo trời, đạo thiên. Cái đạo mà Lão Tử mà Duy hay chia sẻ đó. Thì mình về đây Hòn Sơn, mình sống thuận tự nhiên mà mình bảo vệ cái thiên nhiên Hòn Sơn. Mình phát triển du lịch sinh thái. Rồi mình sống một cái cuộc sống đơn giản, ít tiêu tốn tài nguyên. Rồi cùng vợ con mình xây dựng là gì? Tạo ra những cái đứa trẻ, những đứa con nó có cái khả năng là gì? Sau này nó lớn lên, nó trưởng thành, nó sống tự do, nó biết những cái điều tốt đẹp, nó giúp đỡ người khác. Đó. Thì những cái đó là những điều thiện lành mà. Những điều thiện lành thì chăng càng tác ý, chăng càng mong muốn thì năng lượng vũ trụ sẽ giúp cho chăng. Đó là cái bí mật mà Duy chia sẻ. Thì hôm nay là chăng thấy đâu. Rồi chăng còn vấn đề gì nữa không? Điều về vấn đề cái vấn đề lớn là đúng là cái sự đồng cảm của ví dụ như một mình thì dễ. Đó, mình thì đi đâu sống mình cũng dễ rồi. Cái vấn đề lớn nhất là gia đình đồng ý. Giờ đó là tức là vợ chồng đồng lòng nè. Thường là chăng chờ là ba mẹ chăng là đồng ý nữa phải không? Chăng chờ là vợ chồng đồng đúng không? Dân dân đúng không? Nhưng mà Duy cho chăng một cái lời khuyên là mọi thay đổi bắt đầu từ chính bản thân mình. Khi chăng thay đổi bản thân của chăng biết điều đó là tốt đẹp. Chăng cố gắng, chăng làm, chăng thực hiện. Thì cái năng lượng tích cực và cái ý chí mạnh mẽ của chăng nó sẽ làm giống như nó đồng hóa những cái người xung quanh. Nó sẽ làm cho những người xung quanh cảm nhận được cái năng lượng đó và họ hấp thu và họ sẽ ủng hộ cho chăng. Và tất nhiên là cái gì cũng vậy, cái gì mà làm khác số đông á nó cũng khó khăn. Cũng khó hết á, tại vì bây giờ số đông nó đang sống như vậy, người ta sống như vậy. Bây giờ mình làm khác số đông mà mình biết cái điều đó thiện lành, điều tốt thì mình phải cố gắng mình làm. Để làm chi? Thì mình mới là cái người để mà giúp đỡ cho những người khác quay lại cái lối sống đúng. Thì bây giờ chăng nghĩ đi, vợ con chăng sống đúng chưa? Hay là cha mẹ mình sống đúng chưa? Có sức khỏe chưa? Sống hạnh phúc chưa? Sống tự do chưa? Sống thoải mái, sống đơn giản chưa? Sống thuận đạo trời tự nhiên chưa? Thì chăng thấy chưa đúng không? Chăng là người nhìn thấy được cái đúng. Thì chăng phải làm gì? Một là chăng bị họ cuốn theo cái lối sống cũ. Hai là chăng phải thay đổi chính bản thân của chăng. Chăng phải chứng minh là cái con đường đó mang lại hạnh phúc, thoải mái. Chăng phải có cái động lực như vậy đó. Thì chăng thấy là cái kênh Duy Võ, chăng Duy chia sẻ những cái điều mà nhiều người không tin. Mình nói ăn uống, lối sống, tinh thần, cái điều rất là đơn giản, sống thuận tự nhiên này kia nọ, enjoy, đi chơi tự do. Tập trung vào làm những cái gì mà lợi ích cho người khác, chia sẻ giá trị. Mình có tiền, mình có thu nhập thụ động, mình sống cuộc đời mình thích. Nhiều người không tin. Tại sao? Tại vì họ không có được dạy và đào tạo chia sẻ những cái đó. Họ phải gặp những người như Duy nè, những người như sắp tới là những người như Trăng. Thì họ mới thay đổi được. Và cái điều đó là mang lại cái lợi ích tốt đẹp cho tất cả mọi người mà. Cho nên cái video này không chỉ chia sẻ để giúp cho vợ Trăng có một góc nhìn khác, cha mẹ Trăng, bản thân Trăng cũng tăng thêm cái động lực. Tại Duy làm được thì Trăng nhất định Trăng sẽ làm được. Trăng cũng giống như Duy, không khác gì đâu. Đúng không? Và nhiều người xem cái kênh Duy Võ qua cái video này sẽ hiểu được. Thì mọi người thấy đi. Là nhiều người coi xong là nhiều người cũng muốn ra đây đó không? Nhưng mà cái nhiều người cũng bị là trở ngại nhiều vấn đề. Thì những cái trở ngại là những cái điều mà Duy Trăng nói nãy mà Duy chia sẻ bằng cái kinh nghiệm cá nhân của Duy. Và tất cả bây giờ gì, mọi thứ nó tốt đẹp hết. Mình có những mối quan hệ tốt nè. Mình giúp được nhiều người nè. Bản thân mình được enjoy nè chẳng hạn. Trước mặt Duy và Trăng này, mọi người thấy không? Tuyệt vời không? Cái cảnh Sân Tiên Ma Thiên Lãnh nè. Chẳng thấy không? Đất trời hòa quyện vô nhau. Hít thở không khí trong lành, mát mẻ, thoải mái. Đến đây là cái tâm hồn mình thư thái, nhìn ra biển rộng bao la, cái tâm mình rộng lớn. Mà chăng thích sống với cái người có tâm rộng lớn hay là tâm tính toán sao đó? Là mình phải thích những người sống ở cái những người mà có cái tâm mà rộng lớn đúng không? Đúng rồi. Tâm cho đi đúng không? Tâm chia sẻ đúng không? Đó. Rồi nếu mà chăng hợp tác làm ăn là chăng thích làm ăn với những cái người có cái tâm tính toán chi li từng chút hay là nhìn đến cái đại cuộc, cái thành công lớn, cái lợi ích chung. Cái lợi ích chung nè. To win đúng không? Thì cái tâm chăng phải đứng trước biển vậy nè.
Chẳng phải ngồi trên sân tiên đứng trước biển nhìn rộng bao la như thế này thì cái tâm hồn chẳng nó mới đủ rộng. Còn bây giờ ở thành phố chẳng ngồi trong bốn bức tường nổi bên này. Nổi bây giờ ở thành phố mà hiện tại nó ô nhiễm quá, mình hít thở mình thấy mình cũng khó chịu. Nói chẳng thấy không, bây giờ mình đi bộ là dài xuống dưới sân tiên này đó. Thì mình phải tại sao những cái thánh nhân hay là những cái người mà gọi là tu á, họ tìm đến thiên nhiên hoang vắng cảnh vật, bởi vì họ hòa mình vào cái vũ trụ với cái rộng lớn của bao la, cái tâm họ mới mở rộng ra. Mà cái tâm chăng lớn thì ai cũng muốn gần hết á, ai cũng muốn gần, ai muốn đến á. Biển bao la rộng lớn và biển thấp hơn trăm sông, đúng không? Đúng rồi. Mình biết lắng nghe, mình biết chia sẻ, thì chăng thấy không, biển lúc nào cũng phong phú, sự sống là cũng phong phú, nước cũng phong phú, cái gì cũng phong phú, mà ai cũng thích đi ra biển hết á. Thì con người mình nó sống là gần gũi thiên nhiên, sống đơn giản để làm chi? Sống thiên nhiên, sống gần gũi thiên nhiên đơn giản để mình mở rộng cái tâm mình ra. Mục đích là như vậy. Và mình tiêu xài ít nhất tài nguyên, mình có thời gian để mình cho đi giá trị, giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Đó chính là cái lý do để mình sống thuận đạo trời, sống thuận thiên nhiên. Chứ không phải là mình sống chỉ cho bản thân mình. Cho bản thân mình không. Tức là chăng phải có một cái nơi phù hợp, địa linh sinh nhân kiệt, tâm với chân rộng, rồi chăng phải có cái tâm thế rộng đó, chăng hiểu biết nhiều, chăng chia sẻ, chăng mới giúp cho nhiều người thoát khỏi cái bể khổ, thoát khỏi cái nhà tù mà đa phần là họ được giáo dục để sống trong cái nhà tù đó. chăng hình dung không? Đó. Thì chăng ở đây rõ ràng chăng thấy không, cái tâm thế tất cả mọi thứ nó khác người ta đó. Rồi, thấy cái chỗ này quen thuộc rồi đó. Quen thuộc không? Hai cục đá. Đó. Này mình ra là lần thứ tư, thứ năm gì rồi. Thì qua cái video này Duy chia sẻ và hy vọng là Trăng sắp tới ha, mình sẽ có thêm thành viên gia đình của Trăng sống. Trăng nhìn xuống dưới không? Nhìn xuống dưới mấy cái đá trứng của Hòn Sơn không? Đó, cái đường dây điện từ đất xẻo nhào đi vào Hòn Sơn cung cấp điện quốc gia, đường Internet cấp quang. Cho nên những ai mà có cái công việc ở trên Internet á, hoặc là thích làm du lịch á, đó, là ra đây sống là rất là ok luôn. Rồi thậm chí hồi xưa mình không có công việc Internet luôn nha. Mình chỉ có là mình quá thích đi, mình ra đây mình cứ nghĩ trong đầu ra đây mình làm một cái gì đó về du lịch để giống như là có thu nhập, vừa đủ sống thôi. Rồi đùng cái chẳng thấy là dịch bệnh đến. Nó có những cái thử thách như vậy đó. Nếu mà cái người bình thường thì sẽ bỏ cuộc từ đúng cái rồi. Chuyện cất nhà này chẳng thấy khó khăn đúng không? Rồi cái chuyện mà dịch bệnh 3 năm tới không có làm gì ra tiền hết. Nhưng mà với cái tâm thái là mình suy nghĩ tích cực, mình cho đi thì cuối cùng là mình lại phát triển được cái kênh Duy Võ, mang lại giá trị cho nhiều người. Dần dần mở rộng mối quan hệ, vân vân. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video hôm nay. Video hôm nay là hy vọng là sẽ gặp lại nhiều người cùng tần số ha. Chúng ta có duyên, chúng ta biết đến nhau, chia sẻ cái lý tưởng sống đúng đắn, thuận tự nhiên, hạnh phúc, tự do, làm chủ sức khỏe của mình. Rồi, cảm ơn mọi người sẽ tươi đẹp nha. Cảm ơn mọi người và hãy chia sẻ video này cho nhiều bạn bè cùng xem nha, để có được những cái lợi ích. Hẹn gặp lại mọi người trong video gần nhất, sớm nhất. Ok, bye bye. Cưa sân tiên. Hôm nay hai anh em lên đây chơi là có mấy anh người nước ngoài ghé sân tiên chơi sẵn quay phim. Hello. 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 Hello.